Cách để chọn lồng dành cho bé cún của bạn. Hãy chọn một cái lồng có chiều cao đủ để cho bé cún của bạn vươn lên, để tránh trường hợp bé cún của bạn không thể vươn cao sẽ bị rơi vào trạng thái sập bàn. Còn về chiều dài và chiều rộng của chuồng thì các bạn hãy chọn sao cho bé cún của mình có thể xoay dễ dàng. Về chiều rộng thì thường có thể gấp đôi chiều dài thân của bé cún. Còn về chiều dài thì các bạn hãy chọn sao cho gấp ít nhất là gấp đôi để cho bé cún của bạn có thể di chuyển, và mình cũng có thể phân làm hai khu vực trong chuồng, một khu vực để đi vệ sinh và một khu vực để ăn. Các bạn cũng nên sử dụng cái kích thước trưởng thành lớn nhất của bé cún của mình để đo kích thước chuồng giống như mình mới chia sẻ, để mà khi bé cún của bạn lớn lên các bạn sẽ không phải đổ con cái chuồng. Và ngoài ra thì các bạn cũng nên có một cái quay để cho các bé có thể chơi, chứ không nên lúc nào cũng nhốt các bé ở trong chuồng.